tiết lộ chưa hôn ai bao giờ vì sợ hỏng môi. Tối qua, Đức Phúc có màn song ca tuyệt vời cùng với Mỹ Tâm tại một sự kiện lớn ở Hà Nội. Đây cũng là lần kết hợp đầu tiên giữa hai thầy trò sau khi nam ca sĩ trùng tu lại nhan sắc. Sau khi song ca với Mỹ Tâm ca khúc Ước Gì, Đức Phúc có màn giao lưu cởi mở với khán giả. Tại đây, nam ca sĩ tiết lộ rằng từ trước đến nay chưa từng hôn ai cả. Và khi bị Mỹ Tâm tra hỏi lý do, anh mới chia sẻ rằng ngày xưa vì môi dày quá nên chả ai dám hôn, bây giờ vừa làm môi xong nên cũng chả ai dám hôn vì sợ hỏng môi, bao giờ cưới vợ thì hôn. Cả Mỹ Tâm và người hâm mộ đều không nhịn được cười trước câu trả lời đáng yêu của Đức Phúc. Cũng tại đây, Mỹ Tâm có những chia sẻ về nụ hôn đầu tiên của mình. Cô cho biết, vào một đêm trăng đẹp, người yêu đã nắm tay cô rồi bất ngờ hôn mình ngay trên sân thượng. Cảm giác đó đến bây giờ vẫn làm cô xúc động mỗi khi nhớ lại. Bảo Thanh lên tiếng về nụ hôn gây tranh cãi sau lễ trao giải VTV Award. Bị cho là làm màu, thể hiện quá mức để được chú ý, Bảo Thanh thẳng thắn đáp trả dư luận. Trong lễ trao giải VTV Award 2017, tối ngày 7 tháng 9, Bảo Thanh của phim Sống Chung Với Mẹ Chồng vinh dự nhận giải nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Cô vượt qua nhiều đồng nghiệp xuất sắc như Nhã Phương, nghệ sĩ Kim Oanh để giành chiến thắng ở giải thưởng quan trọng. Niềm vui nhân đôi khi người chia sẻ hạnh phúc ấy với cô không ai khác là ông xã. Sau đêm trao giải, Bảo Thanh dành tặng ông xã nụ hôn ngọt ngào khi cả hai đi trên phố. Nói về giải thưởng đầu tiên tại giải VTV, đồng thời không ngại nhắc tới nụ hôn nơi công cộng, Bảo Thanh đã có những chia sẻ rất cởi mở. Lần đầu tiên nhận giải nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất, cảm xúc của chị ra sao? Tôi hạnh phúc lắm, giống như trẻ con khi háo hức làm một việc mà nó thích, cuối cùng lại được người lớn khen ngợi thì dĩ nhiên phải vui sướng rồi. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn rất hồi hộp, tôi không nghĩ trong bao nhiêu gương mặt hot đến như thế mà mình vẫn có thể có cơ hội được nhận giải thưởng này. Đây là một động lực to lớn mà khán giả đã dành tặng cho tôi. Có lẽ năm nay là một năm may mắn đối với tôi. Thực ra trong top 5, ai cũng là người xứng đáng, cũng đều có cơ hội như nhau để được giành giải thưởng này. May mắn đã nghiêng về mình nên qua đây, Bảo Thanh cũng xin gửi lời cảm ơn tới khán giả, những người hâm mộ đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ Bảo Thanh. Nghệ sĩ chúng tôi dốc hết ruột gan để cống hiến cho khán giả những vai diễn mà lại được đón nhận và yêu quý như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Người đầu tiên chị nghĩ tới khi nhận giải thưởng này là ai? Đó là gia đình tôi. Tình cảm dành cho ông xã của Bảo Thanh khiến nhiều người chú ý. Có người coi đó là chuyện bình thường, nhưng những người cho rằng chị thể hiện quá mức để được chú ý. Đặc biệt là mới đây, nhân mạng đã chia sẻ hình ảnh chị hôn ông xã trên phố sau khi ra về từ lễ trao giải VTV Award. Chị nghĩ sao về điều này? Chuyện tình cảm riêng tư của chúng tôi mà cũng thành chủ đề tranh cãi được ư? Tôi nghĩ một cái ôm, hôn hay chỉnh váy cho vợ là chuyện nhỏ mà bất cứ người chồng yêu vợ cũng có thể làm được. Tôi không phải loại người thích gây sự chú ý đến thế, chỉ là những hành động thường ngày của chúng tôi chẳng may lọt vào ống kính thôi mà. Có rất nhiều người đưa ra câu hỏi với tôi về chuyện đời tư, tôi trả lời thì bảo lại là khoe khoang, không trả lời thì kêu chảnh. Biết làm sao cho vừa lòng đây, mà vốn dĩ những chuyện tế nhị trong gia đình tôi chỉ muốn giữ cho riêng tôi. Ai không thích thì đó là việc của họ, tôi không quan tâm lắm. Ông xã đóng vai trò như thế nào trong sự nghiệp của chị? Anh Thắng là người đã đi cùng với tôi trong suốt thời gian làm nghề không hề ngắn. Anh luôn yêu thương và ở bên tôi dù đang ở bất cứ đâu. Có thể anh không lên báo, không xuất hiện trên truyền hình, sân khấu, nhưng lại là hậu phương, chỗ dựa vững chắc nhất để tôi có thể hết lòng với nghệ thuật. Anh Thắng luôn ủng hộ tôi làm nghề, đó là điều tôi rất trân trọng. Chúng tôi đã yêu nhau 8 năm và lấy nhau được 6 năm, nhưng tình cảm và cách anh đối xử với tôi vẫn luôn luôn như ngày đầu. Bí quyết giữa hạnh phúc gia đình với chị và ông xã là gì? Sống đơn giản và thẳng thắn với nhau, yêu thương và trân trọng nhau, thông cảm và chia sẻ tất cả mọi thứ, cùng nhau bù lấp những điều mà mỗi người còn thiếu và cùng vun đắp cho gia đình. Chị có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới sau khi nhận giải thưởng nữ diễn viên truyền hình được yêu thích. Tôi chuẩn bị vào Sài Gòn để thực hiện một dự án phim mới sau phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Một Bảo Thanh trong Sống Chung Với Mẹ Chồng và một Bảo Thanh ngoài đời khác nhau như thế nào? Ngoài đời tôi là người sống chân thành, biết điều và luôn hết lòng với gia đình và bạn bè. Cuộc sống của chị có gì thay đổi sau thành công của hai bộ phim truyền hình Sống Chung Với Mẹ Chồng và Người Phán Xử? Sau khi hai bộ phim lên sóng, cuộc sống của tôi có chút xáo trộn. Tôi nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả dành cho mình. Về công việc cũng có thay đổi vì tôi bận hơn, đi làm nhiều hơn, ra đường cũng bị chú ý nhiều hơn. Vì khán giả quan tâm tới mình quá nhiều nên đôi khi hơi ngại, nhưng công việc nào hầu như cũng thuận lợi. Một diễn viên phải đi diễn xa nhà nhiều tháng không hề đơn giản, nhất là một người phụ nữ đã có gia đình. Chị xử lý ra sao khi sắp tới phải vào Nam quay phim? Tôi lên kế hoạch nghỉ đan sen nên ông xã sẽ bay ra vào thường xuyên. Nhiều người nói thu nhập chị tăng gấp 2-3 lần so với trước và giờ đã có con số tiền tỷ để mua được nhà mới. Chị nói sao về điều này?
Cảm ơn mọi người đã nâng tôi lên tầm cao như thế. Nhưng mọi người lại quên rằng tôi đi làm kiếm tiền từ năm 2008. Vợ chồng tôi đã tích cóp nhiều năm mới có đủ tiền để mua nhà. Mới đây chị chia sẻ về việc sắp dọn về nhà mới, lý do khiến chị và ông xã quyết định ra ở riêng. An cư thì lạc nghiệp, chúng tôi mua nhà mới rồi thì cứ ra ở riêng thôi. Đó là ước mơ của chúng tôi từ lâu rồi. Với con cái, chị quan điểm cách dạy con như thế nào là tốt nhất, tạo mọi điều kiện để con học trường quốc tế có phải là sự lựa chọn của chị? Tôi không xính ngoại lắm nên vẫn để cho con học trường công. Nếu con là người cầu tiến ham học thì học ở đâu cũng sẽ giỏi. Còn nếu ngược lại thì trường quốc tế hay là du học thì cũng chỉ đến thế thôi. Tôi muốn để con tự do phát triển và khám phá. Chị và ông xã có ý định trong tương lai thêm thành viên mới trong gia đình hay không? Hiện tại thì chúng tôi chưa có ý định đó, có lẽ là vài năm nữa. Cảm ơn chị về những chia sẻ. Trường Giang ám chỉ giải thưởng rồi khán giả sẽ quên, Xuân Bắc bất ngờ lên tiếng sắc bén và phản ứng cao tay đến mức này. Nam Tào cho biết nếu được trao giải nghệ sĩ hài ấn tượng của VTV Award, anh sẽ dành cho Công Lý hoặc Trường Giang. Trong giải VTV Award 2017, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc vượt qua 4 đối thủ nặng ký là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nghệ sĩ ưu tú Công Lý, Trường Giang, Trấn Thành để chiến thắng hạng mục nghệ sĩ hài ấn tượng. Phát biểu sau khi nhận giải, danh hài miền Bắc chia sẻ rằng: "Tôi rất bất ngờ với giải thưởng này, trong top 5 ai cũng xứng đáng hơn mình, nhưng hôm nay tôi lại may mắn. Tôi đã cùng các anh em đồng nghiệp làm việc không ngừng nghỉ, không biết đến ngày mai, giải thưởng này dành cho tất cả nghệ sĩ hài." Anh vừa đoạt giải nghệ sĩ hài ấn tượng ở VTV Award, cảm xúc của anh như thế nào? "Cầm giải thưởng này trên tay, tôi rất vui, vui vì một giải thưởng có hạng mục cho nghệ sĩ hài, đó là một sự cởi mở rất lớn. Nhiều khi có người định kiến hài bây giờ thế nọ, hài bây giờ thế kia. Thế nên, sự đánh giá qua giải thưởng như thế này, mở ra suy nghĩ khác, đó là sự quan trọng của tiếng cười trong cuộc sống. Với giải thưởng này, nghệ sĩ hài nào đoạt giải tôi cũng thấy vui. Nhưng đương nhiên, bản thân được giải thì niềm vui đó lớn hơn một chút. Hạng mục mà anh chiến thắng còn có đề cử nặng ký như nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nghệ sĩ ưu tú Công Lý, Trấn Thành và Trường Giang. Nếu anh được là người trao giải, anh sẽ dành cho đề cử nào?" Anh Hoài Linh là người biểu diễn rất nhiều, lượng người hâm mộ rất lớn. Trấn Thành cũng đã có cống hiến nhiều năm qua. Trường Giang mới nổi trong 3 năm trở lại đây và được mọi người đánh giá là đang miệt mài cống hiến qua những vai diễn, mang lại tiếng cười trong cuộc sống. Anh Công Lý không phải nói, vừa là đồng nghiệp vừa là người anh. Nói thật là mười mấy năm nay, anh em có lúc ghét nhau, có lúc yêu nhau vô cùng và cũng có những lúc nhìn nhau mà trào nước mắt. Đặc biệt trong chương trình Táo Quân, với vai Bắc Đẩu, anh Công Lý rất xứng đáng với giải thưởng. Anh Công Lý không chỉ diễn hài mà còn diễn chính kịch, đồng thời cũng diễn trong phim truyền hình rất hay. Khả năng biểu cảm và biên độ diễn xuất của anh Lý rất rộng. Nếu được trao giải, tôi sẽ trao cho Công Lý hoặc Trường Giang. Đấy là đánh giá của cá nhân tôi. Nghệ sĩ cần nhận thức trách nhiệm với tiếng cười. Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều ý kiến cho rằng chưa bao giờ tiếng cười trên truyền hình lại rẻ rúng như vậy. Không còn chắt lọc và đánh giá như trước. Là nghệ sĩ đoạt giải nghệ sĩ hài ấn tượng, anh có suy nghĩ gì? Ai cũng cần tiếng cười, trong cuộc sống tiếng cười rất ý nghĩa. Bản thân tiếng cười giúp chúng ta lạc quan và tin yêu cuộc sống hơn. Nhiều người nhìn mặt rất khốn khó, vất vả, nhưng khi cười lại rạng rỡ vì niềm vui đến rất thật. Tuy nhiên, người có định kiến là việc của người có định kiến, họ có quyền đánh giá chất lượng hài trên truyền hình. Nhưng đúng là tiếng cười trên truyền hình cũng cần phải được chọn lọc nhiều hơn nữa mới chiếm được sự tin yêu của khán giả và đem lại những giá trị thẩm mỹ tốt đẹp cho con người. Tiếng cười phải chắc lọc, còn nếu tiếng cười dễ dãi, khán giả quay lưng là khó tránh. Ở đâu cũng có người quay lưng bên cạnh những người tung hô. Nghĩa là những nhận xét trái chiều cũng giúp các nghệ sĩ nhìn nhận bản thân và chú ý đến những tác phẩm của mình. Đương nhiên, nhận xét trái chiều là rất cần thiết, không có chương trình nào tất cả là xuôi chiều, cũng không có chương trình nào tất cả đều trái chiều. Nghệ sĩ cần nhận thức được trách nhiệm của mình với tiếng cười và phải biết lắng nghe. Đồng thời, nghệ sĩ cần chọn lọc đem tiếng cười gì, mang ý nghĩa ra làm sao đến với khán giả. Mục tiêu của tiếng cười có hai dạng thức, cười cơ học gọi là chọc cù lét và tiếng cười sâu sắc mang giá trị thẩm mỹ với những điều tốt đẹp góp phần giúp người ta lạc quan hơn. Tiếng cười nào cũng có, thế nên người nghệ sĩ phải có đủ tầm cỡ tư duy, đạo diễn cũng phải nhận thức đúng đắn, còn khán giả phải có trình độ thẩm định nhất định. Kết hợp nhiều thứ như vậy mới có được tiếng cười như chúng ta mong muốn. Nhưng sự lấn át của hài buông tuồng so với hài nghiêm túc trên sóng truyền hình nên được giải thích như thế nào? Thực ra, hài nghiêm túc là rất khó, nghiêm túc thì không làm được hài. Thế nhưng, như tôi đã nói, tiếng cười cần có sự chọn lọc, đó là tiếng cười sâu sắc. Cười để có cái chúng ta suy ngẫm làm đẹp cho cuộc sống.
Có giai đoạn tiếng cười dễ dãi lên coi, lúc đó những người làm truyền hình loay hoay tìm hướng. Một lượng khán giả họ chấp nhận tiếng cười ấy như một sự thỏa mãn đơn thuần. Những cái gì cũng có sự phát triển riêng, bạn ra thị trường băng đĩa vẫn có những cái đĩa nhiều người không xem nổi, nhưng nó vẫn tồn tại, vẫn bán được, thậm chí ra nhiều tập. Do vậy, quan trọng là ngay khi làm chương trình, những người làm đã phải xác định công việc của mình như thế nào, đem lại giá trị gì cho cuộc sống. Cùng với suy nghĩ mang lại tiểu phẩm cười phải là sự lao động nghiêm túc, các nghệ sĩ hài xuất hiện nhiều trên truyền hình, dễ bị tai nạn hoặc khiến khán giả nhàm chán, anh có sợ điều này? Nếu ai nhận xét đích danh tôi về việc xuất hiện nhiều, tôi muốn gặp trực tiếp để xem người đó. Nêu được bao nhiêu chương trình tôi xuất hiện và xuất hiện ở những chương trình như thế nào, lúc đó tôi mới trả lời về việc có nhàm chán hay không.